Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, chư thiện nam tín nữ gần xa, dân cành sen thấm hương đưa, mừng ngôi Tam Bảo nắng vừa vàng qua. Nam mô Đức Phật Di Đà, niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường. Sau thời gian 7 năm nỗ lực thi công, ngôi Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quan Âm, tọa lạc phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An, nay cũng đã thành tựu trang nghiêm. Sáng nay ngày 28 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng 1 năm Giáp Thìn, Sư Cô Thích Nữ Diệu Hiền trụ trì đã hướng dẫn chư ni cùng đạo tràng trang nghiêm long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện và quý kỵ tổ sư. Chùa Quan Âm nay đã khang trang, đưa vào sinh hoạt sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của bà con Phật tử ở địa phương, đồng thời sẽ là điểm đến của du khách thập phương mỗi dịp đến với thành phố Tân An này. Giờ đây, đạo tràng đã chìm ngập trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thấm đượm tình thương yêu, vị tha và nguyện lực của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và hiện tiền chư Tôn Đức Tăng già. Đạo tràng Phật tử Chùa Quan Âm vô cùng hân hoan và xúc động khi được cung đón chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni đã đáp lời thỉnh cầu không nề hà Phật sự đa đoan, đường xa cách trở, bỏ thời gian quý báu, xóa khoảng cách nghìn trùng, chấn tích quang lâm đến đây để chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay. Công trình xây dựng đã xong rồi, cung thỉnh thơ mời gửi khắp nơi, Quan Âm và Lam người tỏa sáng, Phật điện đèn hoa đẹp rạng ngời. Đúng 8:30, ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng, ban cung nghinh trong tiếng khánh lệnh và lộng tàng uy nghi đã cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, chư Tôn Đức Tăng Ni và quý quan khách quan lâm lễ đài để chính thức khai mạc lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bửu Điện Chùa Quan Âm. Giờ này, hội trường lễ khánh thành chùa Quan Âm đang cung nghênh sự quang lâm của chư tôn giáo phẩm, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, chư tôn hiền đức trong ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, ban thường trực ban trị sự Phật giáo thành phố Tân An, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội và trụ trì các tự viện quang lâm hội trường để chứng minh cho buổi lễ. Trên bàn ghế chứng minh thứ nhất nơi chính tòa, thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Huệ, hòa thượng Thích Quảng Ý, hòa thượng Thích Minh Hiện, thượng tọa Thích Quảng Tâm. Hàng ghế thứ hai thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Minh Thọ, hòa thượng Thích Từ Thiện, hòa thượng Thích Minh Chánh, thượng tọa Thích Đức Hoàng. Và tiếp theo xin cung thỉnh Đại Đức Thích Lệ Duyên, thượng tọa Thích An Trung, thượng tọa Thích Lệ Tấn
và chư tôn thiền đức. Bên tay phải thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức thứ đệ phân lập nơi phía sau của hàng ghế danh dự bên tăng bên tay trái, và bên tay phải thành kính cung thỉnh chư tôn đức ni và quý vị đại biểu chính quyền. Giờ này thành kính cung thỉnh quý tôn đức, mời quý vị đại biểu chính quyền, quý quan khách và toàn thể hội chúng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Thành kính cung thỉnh hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Âm Đường Thượng Lịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An. Kính bạch hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, chư tôn đức trong ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Tân An, chư tôn đức trong ban thường trực ban trị sự Phật giáo thành phố Tân An. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện hiện diện. Kính thưa quý vị đại biểu chính quyền, quý quan khách và quý Phật tử hiện diện. Hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn, chùa Quan Âm, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành. Bạch quý ngài, thưa quý vị, dân cành sen thấm hương đưa, mừng ngôi Tam Bảo nắng vừa vàng hoa. Nam mô Đức Phật Di Đà, niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường. Quả thật với tâm niệm được kiến tạo ngôi già lam thông thoáng trang nghiêm làm nơi tu học cho hàng tăng ni Phật tử, đó là ước mong của chư tăng ni và Phật tử chùa Quan Âm, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sau bao tháng năm nỗ lực thi công, ngôi đại hùng bủ điện và các hạng mục đã được thành tựu viên mãn. Sau 7 năm, giờ này tại đạo tràng chùa Quan Âm cảm thấy vô cùng hạnh phúc hoan hỷ khi công trình được hoàn thành viên mãn. Thật là Quan Âm Tam Bảo hoàn thiện rồi, tâm thành nguyện thiết cảm nơi nơi. Phật điện trang nghiêm đèn tuệ chiếu, thiền đường thanh tịnh thức nghiệp vơi. Công phu kiến tạo dày công hạnh, pháp Phật quần thâm thấm đạo đời. Đó là lý do của lễ khánh thành chánh điện, giảng đường, đông lan, tây lan và các hạng mục của chùa Quan Âm. Trong ánh bình minh tươi đẹp của ngày hoan hỷ này, xin đại chúng dâng cao tràng pháo tay để chúc mừng cho Phật sự trọng đại này của chùa Quan Âm. Quan Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ
Trước hết chúng con thành kính cung nghinh sự quang lâm của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Chứng minh Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quảng Ý, giáo phẩm chứng minh Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Thọ, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh thành phố Tân An. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Đức Hoàng, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Từ Thiện, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Tân Trụ. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Chánh, viện chủ chùa Ân Thọ. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Lễ Tấn, ủy viên ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tân Thạnh. Thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Lệ Duyên, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, kiêm trưởng ban, kiêm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Đức Hòa. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích An Trung, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Bến Lức. Thành kính giới thiệu Đại Đức Thích Quang Minh, trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Kiến Tường. Thành kính giới thiệu hiện tiền chư Tôn Đức Tăng trong thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố Tân An, trụ trì các tự viện hiện diện. Về phía chư Tôn Đức Ni, thành kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Gương Liên, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh. Thành kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Tắc Đức, Phó trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh. Thành kính cung nghinh và giới thiệu hiện tiền chư Tôn Đức Ni trong ban trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố Tân An và trụ trì các tự viện hiện diện. Về phía đại biểu chính quyền, xin được đón tiếp và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Hành chánh nghiệp vụ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh. Về phía thành phố Tân An, đón tiếp và giới thiệu bà Lê Thị Khuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Tân An. Thành kính giới thiệu bà Mai Xuân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An. Trân trọng giới thiệu ông Hà Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An. Trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Huấn, Phó trưởng ban dân vận thành ủy. Trân trọng giới thiệu ông Lê Công Khanh, Phó trưởng phòng nội vụ thành phố. Về Ủy ban Nhân dân phường 5, xin được đón tiếp phường 2. Xin được đón tiếp và trân trọng giới thiệu bà Mai Thị Xuân Hương, Phó Bí thư Đảng ủy phường 2. Đón tiếp ông Vũ Hồng Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2. Đón tiếp bà Quỳnh Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 2. Về đại biểu chính quyền ở phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nơi trú xứ chùa Khánh Thiền,
Xin được đón tiếp và giới thiệu ông Lê Viết Trường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 3, quận Tân Bình và quý phái đoàn. Đón tiếp và giới thiệu quý Phật tử tại nơi đạo tràng chùa Quan Âm, huyện Châu Thành, chùa Phổ Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, và quý Phật tử tại nơi các đạo tràng và quý Phật tử tại bổn tự xin được đón tiếp bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. Và có sự hiện diện đưa tin của Ban Truyền thông Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ekip xin được đón tiếp và giới thiệu chung. Vị trụ trì của chùa Quan Âm ngày hôm nay cũng xin được trân trọng giới thiệu sư cô Thích Nữ Diệu Hiền và tăng ni Phật tử chùa Quan Âm. Bạch quý ngài, thưa quý vị, chương trình của lễ khánh thành và quý kỵ tổ sư khai sơn chùa Quan Âm có 3 phần như sau. Phần thứ nhất, lễ hành chánh, niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và chương trình, diễn văn khai mạc và báo cáo quá trình xây dựng, phát biểu cảm tưởng của đại diện Phật tử, phát biểu của chính quyền, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh, cảm tạ, hồi hướng. Phần thứ hai, nghi thức cắt băng khánh thành, lễ an vị Phật, lễ tưởng niệm tổ sư khai sơn tại chánh điện. Phần thứ ba, cúng dường trai tăng và thọ trai. Bạch quý ngài, thưa quý vị, mừng vui phạm vũ lạc thành rồi, bát nhã tuệ thiền rọi khắp nơi, chẳng những hoằng dương nơi pháp tỏa, mà hay quá độ dụng tâm ngời, Phật đạo hành thâm nguồn diệu trí, tiếp đèn vô tận đến muôn đời. Trong niềm hoan hỷ của lễ khánh thành, đồng thời cũng là lễ huý kỵ của tổ sư khai sơn chùa Quan Âm, giờ này xin được có diễn văn chào mừng và báo cáo quá trình xây dựng, đại diện cho sư cô Thích Nữ Diệu Hiền trụ trì chùa Quan Âm, đó là Đại Đức Thích Thiện Trí sẽ trình bày tại nơi buổi lễ này. Xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thiện Trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa quý vị khách quý cùng quý Phật tử xa gần kính mến, ngày 22 tháng 7 2016, lễ đặt viên đá xây dựng chùa Quan Âm và đến nay đã 7 năm, và hôm nay việc xây dựng đã được thành tựu viên mãn. Con tỳ kheo Thích Thiện Trí thay lời sư cô Thích Nữ Diệu Hiền trụ trì chùa Quan Âm xin được báo cáo quá trình xây dựng chùa Quan Âm như sau. Sơ lược quá trình thành lập chùa Quan Âm. Chùa Quan Âm hiện tọa lạc tại số 96 Bạch Đằng, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Khai sơn là cố đại lão sư Đạo Thiện, quê quán Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Xưa kia nơi đây là một ngôi nhà ẩm thấp, nước ngập bùn lầy, xung quanh là sông rạch, lối vào nhỏ hẹp,
với tâm nguyện xót ly sanh tử, lìa xa thế tục, lão sư đã sang nhượng lại nơi đây với giá tiền là 6.000 thời bấy giờ của ông Huyện Biết, tức thân phụ của thầy Minh Thiện, trụ trì chùa Tam Tông Miếu, Sài Gòn. Từ đó lão sư trụ nơi đây và ẩn thân tu tập vào năm 1945. Sống vì lòng bi mẫn, vì mạng mạch Phật Pháp, dù trải qua những cuộc chiến tranh, làm công việc bằng pháp gặp nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng Ngài không nản chí, sờn lòng. Lão sư vẫn kiên định chí nguyện độ sanh, quyết tịnh tu và sửa ngôi nhà này thành nơi tiếp tăng độ chúng. Trải qua bao nhiêu khó khăn, hội đủ duyên lành vào năm 1949. Ngôi nhà ba gian lợp lá được lão sư tu sửa lại, lấy hiệu là Quan Âm Phật Đường và tu theo hệ phái Minh Sư do lão sư Đạo Thiện làm trụ trì. Do nhà lợp lá đơn sơ và chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa gió, mái chùa kia dần dần đã xuống cấp. Thế là vào năm 1970, lão sư lại một lần nữa đã trùng tu ngôi Tam Bảo, và đến năm 1972 thì Phật sự hoàn thành. Từ đó lão sư quyết định tịnh tu và Ngài đã viên tịch vào năm 1984, tạ thế 85 tuổi. Khi lâm chung, Ngài biết trước ngày giờ và với sự chứng kiến của rất nhiều chúng đệ tử thuộc hệ phái Minh Sư lúc bấy giờ. Kế thừa đạo pháp là lão sư Đạo Ngưỡng, quê ở Nhật Ninh, Tân Trụ, Long An. Vì Phật pháp xương minh và vì tiền đồ của đàn hậu học, và cũng là nhiều duyên lành hội tụ năm 1997, lão sư đã gửi gắm các đệ tử của mình là sư cô Thích Nữ Diệu Hiền, sư cô Thích Nữ Diệu Thanh, sư cô Thích Nữ Diệu Hòa và con là Thiện Trí để được y chỉ tu học nương tựa theo Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, trụ trì chùa Thiên Khánh, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Thiên Châu và sư bà Ni Trưởng Thích Nữ Như Ngộ, trụ trì chùa Thiên Phước để thọ pháp tu học. Đến tháng 5 2001, Ngài cũng thoát quá quy tây và trụ thế 85 tuổi. Không lâu sau, Quan Âm Phật Đường khi xưa được đổi hiệu là chùa Quan Âm do sư cô Thích Nữ Diệu Hiền làm trụ trì cho đến hôm nay. Quá trình xây dựng trải qua thời gian nắng mưa trên 70 năm, chính điện chùa Quan Âm đã xuống cấp trầm trọng về mặt kiến trúc và không gian quá chật hẹp, rất khó khăn cho việc sinh hoạt và tu hành. Hiện nay, sự tín ngưỡng của Phật tử gần xa về tu học ngày càng đông. Do vậy, sự chỉ dạy của Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An và được sự cho phép của quý cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, sư cô trụ trì Thích Nữ Diệu Hiền phát nguyện đại trùng tu chùa Quan Âm để ngôi Tam Bảo được trang nghiêm và đảm bảo việc tu học của tăng ni Phật tử được thuận lợi và chư hương linh bá tánh được thờ phụng ấm cúng hơn tại nơi đây, nhằm đảm bảo sự an toàn trong mùa mưa gió và trong quá trình sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo của Phật tử gần xa, nhất là Phật tử đã quy y Tam Bảo tu học ngày càng đông và cũng như các ngày rằm lễ Tết. Các Phật tử gần xa về lễ Phật đông đảo, đồng thời hoàn thành ngôi Tam Bảo trong kiến trúc Phật giáo, tạo cảnh quan kiến trúc tổng thể ngôi chùa được khang trang và sạch đẹp, phù hợp với cảnh quan kiến trúc của đô thị thành phố Tân An. Quá trình chuẩn bị xây dựng và các giai đoạn xây dựng, chùa Quan Âm xây dựng trên với tổng diện tích trong khuôn viên
là 1.421 mét vuông. Kích thước nhà chính điện như sau: chiều ngang là 15,2 mét, chiều dài là 24,9 mét, với tổng diện tích xây dựng là 378 mét vuông. Do diện tích đất hạn chế nên chính điện phải đầu tư xây dựng gồm một trệt, hai lầu, với tổng diện tích sử dụng là 1.344,6 mét. Công trình có chiều cao tầng trệt là 3,4 mét, tầng lầu 1 cao 5 mét, lầu 2 chiều cao 5 mét, tổng chiều cao công trình là 29,1 mét. Hai tòa nhà tăng ni xá một trệt hai lầu, chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 24 mét, chiều cao 19 mét, tổng diện tích sử dụng 475,2 mét vuông. Công trình đã khởi công xây dựng ngày 1 tháng 8 2016 nhằm ngày 29 tháng 6 2016 âm lịch, với thời gian dự kiến thi công hoàn thành công trình là 36 tháng đến ngày 1 tháng 8 2019. Do nhiều yếu tố khách quan nên công trình kéo dài suốt 7 năm và 2023 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện tại tổng kinh phí công trình chùa Quan Âm trên dưới 49.374.000.000. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, để việc thi công không bị gián đoạn, ban xây dựng chúng con phải vay mượn thêm của Phật tử. Đến hiện tại số tiền công nợ trên dưới 5.236.000.000. Hôm nay ngày trọng đại lễ khánh thành hoàn mãn công trình xây dựng chùa Quan Âm, chúng con đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng, ban chứng minh, ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An, quý chư tôn đức tăng ni đã chứng minh gia trì cho công trình và hiện diện tham dự buổi lễ. Xin tri ân các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chùa được viên mãn. Và chúng tôi cũng không quên tri ân quý mạnh thường quân, thiện nam tín nữ xa gần đã phát tâm cúng dường việc xây dựng đến ngày hôm nay là hoàn thành trong sự hoan hỷ của đông đảo Phật tử. Xin tri ân tất cả những thiện duyên đã cùng chùa Quan Âm hôm nay được rạng ngời trong ánh đạo và để tiếp tục thực hiện công tác ích đạo lợi đời nơi tu học của tăng ni và Phật tử xa gần. Kính chúc buổi lễ được thành tựu viên mãn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bạch quý ngài, thưa quý vị, đó là tâm thành của đạo tràng chùa Quan Âm đón tiếp quý hòa thượng chư tôn đức, đại biểu chính quyền, quý quan khách, và đã trình bày về quá trình xây dựng trải qua 7 năm. Hôm nay trong ánh bình minh rạng ngời, lễ khánh thành được cử hành. Giờ này một lần nữa xin chúc mừng cho đại lễ khánh thành chùa Quan Âm. Bạch quý ngài, thưa quý vị, Quan Âm ngào ngạt hương đăng chiếu, chánh điện trang nghiêm tỏ rạng ngời, lập tượng xây chùa công đức hạnh, Phật pháp thầm thâm sáng đạo đời. Sự thành tựu ngày hôm nay nhờ hồng ân tam bảo gia hộ, sự chứng minh của chư tôn hòa thượng đã được cung thỉnh vào ban chứng minh của ban thi công và hòa thượng trưởng ban thi công hiện diện là hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, hòa thượng Thích Minh Thiện, và chư tôn đức
cũng như là trụ trì nơi chùa Quan Âm. Bên cạnh đó còn có tiếp nhận sự đóng góp về tịnh tài phẩm vật của quý mạnh thường quân, quý Phật tử xa gần và các đạo tràng. Giờ này trong buổi lễ, thay mặt cho ban tổ chức xin được nêu danh tán dương công đức của những sự đóng góp quý Phật tử, quý công ty, quý tập thể như sau. Tán dương công đức của chú Đông, công ty Đại Dương, phường 6, thành phố Tân An. Chú Hưng, công ty Minh Long, Bến Lức. Cô Dung, trường dạy lái xe, quốc lộ 1. Chú Khương, công ty Sơn Nước, Kiến Khương, thành phố Hồ Chí Minh. Vật liệu xây dựng Mai Thành Phát, phường 6. Công ty Mai Mặc Thành Trực, phường 6. Gia đình chú Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Chú Tuấn, công ty phân bón Tân Phát, Tân Trí Phát. Gia đình Minh Nguyệt, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Dài Gia, phường 4, thành phố Tân An. Gia đình chú Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình chú Khoa, cơ sở chế tác tượng gỗ Khoa Dung. Gia đình cô Thoa. Công ty thuốc Tây Minh Phương, Tiền Giang. Bữa gạo Tám Trang, Tân Hương. Nhà phân phối Minh Thành. Gia đình chú Kha, Thủ Thừa. Gia đình cô Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cô Nhàn, Hà Nội. Gia đình cà phê Khánh Nguyên. Gia đình chú Nam Cường. Gia đình tiệm vàng Thế Hùng Minh. Gia đình điện máy Tuyết. Gia đình điện máy Việt Ấn. Gia đình điện máy Quý Hường. Gia đình Lý Bảo Minh. Gia đình cô Diệu Dưỡng. Nhóm từ thiện Minh Tâm. Và những sự đóng góp quý báu của quý Phật tử xa gần mà chưa kịp ghi nhận danh sách, cũng như là quý Phật tử ẩn danh hằng tâm hằng sản để đóng góp cho quá trình xây dựng trên dưới 50 tỷ này, xin được trân trọng tán dương công đức. Bạch quý ngài, thưa quý vị, thể hiện sự vui mừng của sự thành tựu quá trình xây dựng và phát nguyện hộ trì Tam Bảo, quý Phật tử chùa Quan Âm sẽ dâng lời cảm tưởng trong buổi lễ này. Xin trân trọng kính mời Phật tử Thiện Trung và đại diện Phật tử chùa Quan Âm cung đối trước chư tôn hòa thượng, chư tôn đức và hội chúng dâng lời cảm tưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa thân mến. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chúng con vô cùng xúc động nhớ lại lời Phật dạy. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Hình ảnh trang nghiêm hòa hợp của chư tôn đức đã giúp chúng con tin tưởng vững chắc vào ngôi Tam Bảo. Chúng con vô cùng hoan hỷ sau 7 năm dài trùng tu ngôi chùa Quan Âm. Niềm mơ ước từ lâu của chúng con nay đã thành hiện thực. Dù rằng công cuộc trùng tu gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng chúng con vẫn tin tưởng rằng có sự gia trì của Tam Bảo Thiện Tín Thập Phương. Ngày hôm nay đã hoàn thiện ngôi chánh điện và hai dãy tăng xá, ni xá trong niềm hân hoan của mọi người. Kính bạch quý ngài,
bao năm qua, chính ngôi đạo tràng này là mái ấm cho Phật tử nương tựa, và cũng chính nơi đây chúng con được thấm nhuần giáo pháp, tìm được lẽ sống thanh cao hơn bên chân đức từ phụ. Tuy nhiên, vì là người tại gia còn nặng duyên chưa dứt nghiệp, nên không thể thực hiện trọn vẹn những lời chỉ dạy của thầy chúng con, mang nặng ơn giáo dưỡng. Chúng con không biết sao đền trả, chỉ còn biết tự nguyện nỗ lực tinh tấn hơn nữa trong việc tu tập cho tự thân và dùng những phương tiện sẵn có để hộ trì tam bảo, mong sao ngọn đèn trí tuệ mãi sáng soi cho nhân thế. Kính bạch quý ngài, xin phép chư tôn đức cho chúng con có đôi lời cùng huynh đệ Phật tử. Quý huynh đệ thân mến, chư tôn đức đã hy sinh trọn vẹn cuộc đời cho đạo pháp và chúng sinh. Các ngài đang khép mình trong khuôn khổ kỷ cương của giới luật, giới quyết tâm hoàn thành đạo nghiệp cứu độ chúng sanh. Chư tôn đức lo về mặt tinh thần, hàng thiện tín trợ duyên cho chư tôn đức an tâm làm Phật sự. Hiện nay công việc tái thiết chùa Quán Âm đã hoàn nguyện viên mãn. Chúng ta hãy cùng nhau chung sức góp phần trang nghiêm cảnh Phật trong niềm vui hoan hỷ này. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý Phật tử, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy người làm ơn và người báo ơn đều cao quý. Chúng ta thọ ơn giáo dưỡng của chư tôn đức, tất nhiên phải lo báo đáp. Duy trì phát triển nơi đây là một trong những cách báo ơn thiết thực nhất. Chúng con nguyện sát cánh cùng thầy chăm lo ngôi chùa này, để đền đáp phần nào công ơn của chư tôn đức, và để lại cho đời một ngôi trường đạo đức, góp một viên gạch để xây dựng nền tảng văn hóa dân tộc trong thời đại mới. Trước khi dứt lời, kính nguyện chư tôn đức pháp thể khinh an để làm chỗ nương tựa cho chúng con và chúng sinh. Xin kính chúc quý quan khách, quý Phật tử được khỏe mạnh, an vui, làm tốt mọi công tác. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị lễ tạ ba lễ và lui ra. Bạch quý tôn đức, thưa quý vị, đạo hạnh tăng già ươm giải thoát, quy hoàng phạm vũ diệt khổ vơi. Mừng ngài khánh tạ lòng hoan hỷ, chánh pháp hoằng dương đẹp đạo đời. Giờ này trong buổi lễ đón tiếp quý vị lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An, thành phố Tân An, phường 2 sở tại và phường 3 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời ông Hà Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An phát biểu trong buổi lễ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp chính quyền, kính thưa chư tôn đức tăng ni, ban chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An. Kính thưa quý chư tôn đức tăng ni Phật tử chùa Quan Âm, thưa quý vị đại biểu. Hôm nay trong không khí vui mừng đến dự lễ khánh thành chùa Quan Âm, trong không khí vui tươi ấm áp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Việt Nam thành phố Tân An xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, chùa Quan Âm là một trong 30 ngôi tự viện trên địa bàn thành phố Tân An. Trước đây chùa Quan Âm là ngôi chùa cổ tọa lạc trên địa bàn phường 2 thành phố Tân An. Trải qua thời gian dài, ngôi chùa đã xuống cấp và đã được khởi công xây dựng lại từ năm 2016. Qua quá trình xây dựng đến nay, ngôi chùa đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
sáng nay tham dự lễ khánh thành chùa Quan Âm, được nghe quý vị báo cáo về quá trình xây dựng chùa. Một lần nữa, xin chúc mừng chư tôn đức tăng ni và Phật tử chùa Quan Âm. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng quý vị đã góp sức, góp của xây dựng một công trình tôn giáo trang nghiêm, thanh tịnh, tạo nên một điểm nhấn độc đáo về kiến trúc tôn giáo, góp phần điểm tô bộ mặt kiến trúc đô thị, văn hóa tâm linh của thành phố Tân An, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học của Phật tử chùa Quan Âm. Trong thời gian qua, chùa Quan Âm là một trong những cơ sở tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng hiến chương của giáo hội và gắn với sự phát triển chung của thành phố cũng như là của tỉnh Long An. Các vị chức sắc, chức việc và Phật tử của chùa Quan Âm đã luôn thể hiện tốt cái đời sống và đức tin một cách chính đáng, đúng với phương châm tốt đời đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, các phong trào xóa đói giảm nghèo và hưởng ứng các phong trào do mặt trận, chính quyền cũng như là các đoàn thể các cấp phát động. Với những kết quả hoạt động đó, đóng góp nêu trên, thì chùa Quan Âm thì một lần nữa thay mặt lãnh đạo của thành phố xin ghi nhận trân trọng và xin biểu dương những kết quả mà chùa Quan Âm đã thực hiện với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của giáo hội trong suốt thời gian qua. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, hiện nay với chính sách nhất quán của nhà nước ta là luôn luôn tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện để các chức sắc, tín đồ các tôn giáo, trong đó có chùa Quan Âm, đã có đầy đủ cơ hội và khả năng để vừa tu hành, vừa thực hiện tốt nếp sống đạo, vừa thực hiện tích cực tham gia các hoạt động xã hội để lợi đạo, ích đời, để cùng các cơ sở tôn giáo khác, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng và phát triển thành phố Tân An ngày càng thân thiện, văn minh và hiện đại. Với tinh thần ấy, trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng các chức sắc, các chức việc và các tín đồ, các tôn giáo nói chung, chùa Quan Âm nói riêng sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong các hoạt động đạo, đời, hòa hợp. Có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa nhằm tăng cường phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thi đua lao động sản xuất và tham gia các công tác giúp nghèo, rồi hỗ trợ người nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần, làm tròn các nghĩa vụ công dân, thực sự là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới của đất nước. Một lần nữa, kính chúc mừng sức khỏe các vị chư tôn đức tăng ni và quý vị đại biểu, chúc mừng lễ khánh thành chùa Quan Âm thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng cảm ơn lời phát biểu quý báu của ông Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An, ông Hà Ngọc Diệp. Bạch quý ngài, thưa quý vị, mừng ngôi Tam Bảo dựng vừa xong, lễ lạc đáp nguyền chúng khắp nơi, khánh tạ ơn thiên nguồn pháp sáng, thành công Phật sự dạng rạng danh ngời. Giờ này trong buổi lễ sẽ được đón tiếp lời đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con xin chắp tay lòng tự hứa với lòng, tĩnh lặng tâm hồn lắng sạch trong, hướng về mười phương chư Phật tổ, cho đạo tình sưởi ấm những hoài mong. Mời đại diện tăng ni và Phật tử chùa Quan Âm ra nơi phía trước để hồ quỳ tiếp nhận lời đạo từ. Thay mặt cho ban tổ chức, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An ban lời đạo từ cho buổi lễ khánh thành chùa Quan Âm. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng nguyện Quan Âm Đường Thượng
lịch đại tổ sư, khai sơn tạo tự, truyền giáo, truyền giới và làm thánh chúng tác đại chứng minh. Kính bạch đức trưởng lão hòa thượng, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, đạo hiệu Thích Thiện Huệ chứng minh. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp xã tại, bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị khách quý, đại diện các cơ quan lãnh đạo, sở ban ngành, tỉnh Long An, thành phố Tân An, phường 2 sở tại và phường 3 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hiện diện, thưa toàn thể Phật tử các đạo tràng. Lời nói đầu tiên xin được Đại Lao Hòa Thượng, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng là vị thầy ý chỉ của tăng ni chùa Quan Âm, xin gửi đến chư tôn thiền đức tăng ni Phật tử lời vấn an trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024 cũng là ngày quý nhật tổ sư chùa Quan Âm, chư tăng ni và Phật tử chùa Quan Âm phát Bồ Đề Tâm tổ chức lễ khánh hành để dâng lên công đức nhớ ơn tiền bối dày công xây dựng trong đạo tràng này. Được sự quan hỷ của chư tôn hòa thượng chứng minh, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An nhất trí hỗ trợ để buổi lễ được tiến hành trang nghiêm và long trọng, tiết kiệm như hôm nay. Quý chư tôn đức và quý vị đã lắng nghe lời diễn văn khai mạc và lời cảm tưởng của Phật tử với một công trình đã được thành tựu trang nghiêm tú lệ. Thưa quý vị, chúng ta đã cảm nhận 70 năm khai sơn tạo nơi quảng truyền tinh thần đạo đức Phật học đến với mọi người từ Đức Tổ Đạo Thiện, người đã dày công xây dựng ngôi chùa đơn sơ trên mảnh đất này, tiếp nối sự duy trì tâm nguyện của Tổ Đức. Đức Tổ Đạo Ngưỡng cũng đã vung vén để ngôi chùa mỗi ngày mỗi được tốt đẹp hơn, và nhất là việc đón tiếp độ người xuất gia theo truyền thống Minh Sư Đạo. Ở Việt Nam chúng ta có được một cái truyền thống quý báu, đó là luôn tiếp thu cái mới và duy trì cái cũ, bảo đảm một tinh thần cần cù sáng tạo, và cũng không quên đạo nghĩa hiếu hòa hiếu kính của dân tộc mình. Do đó, Minh Sư Đạo tại Việt Nam đã có những sự chuyển mình, thăng hoa thành một mới đạo rạng rỡ, tích cực góp phần cho nền Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và nước nhà nói chung. Đó là từ khi Đức Tổ Liễu Thiền cùng với những vị giáo phẩm bên Minh Sư Đạo đã sang Hồng Kông đến chùa Thanh Sơn thọ học với chư vị tôn túc tổ sư Thiền Thai Giáo Quang Tông.
trở về Việt Nam đã thành lập Thiên Thai Giáo Quán Tông Việt Nam, mà ở tỉnh Long An chúng ta cũng là một nơi vinh dự đón tiếp như là một bổn bộ của Thiên Thai Giáo Quán. Đức Tổ đã tiếp độ nhiều đồ chúng và phát tích ra rất nhiều vị cao tăng của Thiên Thai Giáo Quán ở tại Long An, gốc người Long An, như ở Tổ đình Pháp Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, cũng chính từ Đức Tổ Thượng Đạt Hạ Hảo. Ở tại Long An có chư vị Hòa Thượng Tổ Sư Thượng Đạt Hạ Đồng, Thượng Đạt Hạ Pháp, và nối tiếp chúng đệ tử có Hòa Thượng Thích Tắc Ngộ, Hòa Thượng Thích Tắc Tụ, Hòa Thượng Thích Tắc Trụ, vân vân và vân vân. Và hiện nay các ngôi chùa Thiên Thai Giáo Quán Tông tại Long An, đặc biệt có một ngôi chùa có một dấu ấn lịch sử thời đại rất quý báu, đó là Đức Tổ Liễu Lạc khai sơn chùa Pháp Minh, ngôi chùa của tộc họ Ngài Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây cũng là sự chuyển mình từ Minh Sư Đạo sang Thiên Thai Giáo Quán Tông. Ở tại Long An, thập kỷ 90 của thế kỷ trước, có một sự chuyển mình đặc biệt, đó là Đức Tổ Sư Đạo Ngưỡng đã dẫn các đệ tử của mình, Sư Cô Thích Nữ Diệu Hiền, nay là Ni Sư Diệu Hiền trụ trì chùa Quan Âm, và Đại Đức Thích Thiện Trí, nay trụ trì chùa Khánh Thiền, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, sang cầu Ý Chỉ, nơi Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, trước là Phó Ban Thường Trực Ban Trị Sự Chánh Đại Diện Phật Giáo thị xã Tân An, nay là thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Thiên Khánh. Và chư ni được gửi về cầu Ý Chỉ với cố ni trưởng Tích Nữ Nhiêu Ngộ, trụ trì viện chủ Ni Viện Thiên Phước, hiện nay cũng là hai trú xứ Thiên Khánh Thiên Phước, là nơi đào tạo tăng ni có thực học thực tu cho Phật giáo tỉnh nhà, đó là trường trung cấp Phật học Long An. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý vị, chúng tôi nói như vậy muốn gửi gắm những tâm nguyện của thầy Ý Chỉ đến các chúng đệ tử của mình như sau. Thưa quý tăng ni Phật tử chùa Quan Âm, chúng ta từ Minh Sư Đạo chuyển mình thành thiền phái Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Chúng ta là hệ thống một thiền phái Thiên Thai Thiền Giáo Tông giàu truyền thống yêu nước, có Đức Tổ Thượng Huệ Hạ Đăng Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta tự hào có Đức Tổ Sư Minh Nguyệt, Đức Tổ Sư Thiện Hào và còn rất nhiều vị cao tăng khác trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nói như vậy để quý huynh đệ nhớ 70 năm khai sáng từ Đức Tổ Đạo Ngưỡng Đạo Thiện, nối tiếp duy trì từ Đức Tổ Đạo Ngưỡng, và hôm nay khi đã hội nhập là thành viên của Thiên Thai Thiền Giáo Tông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ni Sư Thích Nữ Diệu Hiền và chúng đệ tử đã phát nguyện 7 năm xây dựng tái thiết lại ngôi chùa Quan Âm, 70 năm hình thành để 70 năm trùng tu tái thiết. Bây giờ chúng ta vui mừng trên trước là được Hồng Ân Tam Bảo gia hộ, dưới là được chư tôn thiền đức nhất tâm chú nguyện
và thập phương tăng ni đã ngoại hộ cúng dường. Với danh sách các công ty xí nghiệp, các mạnh thường quân được tuyên đọc công đức ngày hôm nay, hiểu rằng đó là vì tất cả mọi người nhớ đến xây chùa tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy phước sanh vô lượng. Và cũng chính là ba công đức đó dân vua cùng làm. Do đó hãy trân trọng những cái phước duyên và những truyền thống quý báu này trong tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta được một sự tạo duyên hỗ trợ quý báu kịp lúc, kịp thời và đầy đủ nhất từ nơi Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An, Ủy ban Nhân dân phường 2 sở tại và các sở ban ngành. Chúng ta đã được sự giúp đỡ tận tình để quy hoạch được thửa đất phù hợp, con đường phù hợp, ngôi chùa được xây dựng trên một vị trí tốt. Ngôi chùa chúng ta liền kề bên phần đất của thành ủy thành phố Tân An. Đứng từ bên thành ủy Tân An nhìn sang bên phải thấy có ngôi chùa Quan Âm. Ngôi chùa đã trang nghiêm tú lệ, là một biểu tượng văn hóa tâm linh của toàn xã hội. Và chư tăng ni Phật tử phải hiểu, ngôi chùa này không phải của riêng mình và của cộng đồng xã hội. Trong đó công đức của những người lãnh đạo quốc gia dân tộc hôm nay rất là lớn lao. Chúng ta không quên câu nói mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và Phật giáo Việt Nam đã gắn liền với dân tộc Việt Nam suốt chiều dài mấy nghìn năm lịch sử như vậy, hôm nay đã xứng đáng được lắng nghe, được trân trọng, được tri ân lời phát biểu của ông Hà Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân An. Lời phát biểu sâu sắc, thiết thực, cảm thông, trân trọng và nhắn nhủ với chúng ta những điều rất là thiết thực. Hãy lấy đó làm vinh dự để tăng ni Phật tử chùa Quan Âm tiếp tục thực hiện tốt những điều mình đã làm được, phát huy tốt hơn nữa những điều ta chưa thật sự như ý. Hãy là một tu sĩ gương mẫu về đạo đức, về lối sống, về tính tôn trọng tổ chức, và nhất là với những việc làm thiết thực góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta ngày thêm văn minh giàu đẹp, đúng theo phương châm của giáo hội, đó là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Và phía giáo hội, quý thầy cũng thường nhắc nhở bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, trang nghiêm giáo hội. Mỗi thành viên là tăng ni Phật tử của chùa Quan Âm nói riêng, của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, hãy là những người đem tinh thần luật hòa công trụ, đem tinh thần giới định tuệ để xứng đáng một tập thể có bản thể hòa hợp và thanh tịnh, xứng đáng là chân Phật tử. Nhân đây thầy mong muốn gửi gắm đến tất cả Phật tử các đạo tràng tại Long An, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Tây Ninh đã đại diện về đây tham dự, chúng ta hãy cùng nhau nhủ với lòng mình: chùa là mái ấm ta về, chung tay góp sức, công phu công quả chẳng nề hà chi. Chùa là nơi học đạo từ bi, cùng nhau xây dựng cuộc đời ấm no. Nguyện cầu mười phương tam bảo chứng minh gia hộ
ghi nhận công đức của toàn thể tăng ni Phật tử, quý vị mạnh thường quân, quý vị lãnh đạo đã cùng nhất tâm nhất ý kẻ công người của và nhất là cùng nhau ước ao chúc nguyện để công trình được thành tựu như ngày hôm nay, được thừa tư công đức quả phước tròn đầy, sức khỏe khang kiện, gia đình an vui hạnh phúc, chư tăng ni giới định tuệ tăng trưởng, phước trí trang nghiêm, giáo hóa chúng sinh thành tựu vô lượng công đức lành, vô lượng công đức trang nghiêm. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Lời đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An, đã ghi nhận công đức cho sự truyền thừa cũng như là quá trình xây dựng chùa Quan Âm, lại còn có sự quấn từ đối với phát triển đạo tràng tu học và hành Phật sự tại Quan Âm tự này. Thay mặt cho chư tăng và Phật tử, chư tăng ni và Phật tử chùa Quan Âm đảnh lễ tri ân và y giáo phụng hành lời đạo từ của Hòa Thượng, xin hội chúng dâng cao tràng pháo tay để tiếp nhận và tri ân. Bạch quý ngài, thưa quý vị, tại nơi buổi lễ này, ban tổ chức xin trân trọng đón tiếp tiêu biểu 4 phần quà và lẵng hoa, và vì thời gian giới hạn cho nên danh sách quà và lẵng hoa sẽ được thông qua sau. Trước và trên hết, thành kính đón tiếp lẵng hoa và phần quà của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiến ra phía trước để trao tặng cho sư cô trụ trì chùa Quan Âm. Và thêm phần gửi tịnh tài của Hòa Thượng thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trụ trì chùa Thiên Khánh, Hòa Thượng đạo hiệu Thích Thiện Huệ. Thành kính tri ân Hòa Thượng. Và xin được tiếp nhận phần quà của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An, thành kính cung thỉnh Thượng tọa đạo hiệu Thích Minh Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân An tiến ra phía trước để trao tặng phần quà của Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân An. Thành kính tri ân Thượng tọa. Và tiếp theo xin tiếp nhận phần quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An. Xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Khuyên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao tặng. Đó là lẵng hoa tươi thắm thể hiện cho hoa lòng, cho sự chúc mừng, cho sự thành tựu đại công trình này. Xin cảm ơn bà Lê Thị Khuyên. Tiếp theo, tiếp nhận lẵng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nơi trú xứ của chùa Khánh Thiền. Giờ này xin mời ông Lê Viết Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 3, quận Tân Bình tiến ra phía trước để trao tặng lẵng hoa cho ban tổ chức, ni sư trụ trì và đại đức Thích Thiện Trí tiếp nhận.
Và tiếp theo, xin được tiếp nhận bằng sự nêu danh của quý cơ quan và cá nhân đã tặng lẵng hoa và phần quà cho buổi lễ. Xin được tiếp nhận lẵng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, Ban Tôn giáo tỉnh Long An, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường 2 thành phố Tân An, Chùa Giác Hoa huyện Tân Thạnh, Chùa Ân Thọ, Tịnh Xá Trung Tâm và Pháp viện Minh Đăng Quang thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Vĩnh Phong huyện Thủ Thừa, Chùa Hòa Bình huyện Cần Giuộc, Chùa Tôn Vân huyện Cần Giuộc, Chùa Hưng Phú thành phố Tân An, Tịnh Xá Ngọc Tâm thành phố Tân An, Chùa Phú Thọ tỉnh Bến Tre, Chùa Bồ Đề thành phố Tân An, Chùa Tịnh An thành phố Tân An, Tịnh Xá Ngọc Thành thành phố Tân An, Chùa Phước Ân huyện Tân Trụ, Chùa Phước Đức huyện Tân Trụ, Chùa Vĩnh Phú thành phố Tân An, Chùa Kim Liên tỉnh Tiền Giang, Chùa Quan Âm huyện Châu Thành, Chùa Phổ Ninh tỉnh Tây Ninh, xin được đón tiếp bằng một tràng pháo tay thật hoan hỷ. Lễ hành chánh của đại lễ khánh thành giờ này được thành tựu viên mãn. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin dâng lời cảm tạ. Kính bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức, ban trị sự Phật giáo tỉnh, ban trị sự Phật giáo thành phố Tân An và trụ trì các tự viện. Kính thưa quý quan khách, đại biểu chính quyền, quý Phật tử, quý đạo tràng. Sau 7 năm thi công, chùa Quan Âm giờ này rạng ngời trong ánh hào quang, là nơi tu học của chư tăng ni và Phật tử tại nơi địa phương và xa gần, xứng đáng là một công trình tiêu biểu của thành phố Tân An trong sự phát triển đô thị. Giờ này buổi lễ chúng con đã được cung nghinh sự quan lâm của chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni đón tiếp quý vị đại biểu chính quyền, quý quan khách và đạo tràng, quý Phật tử, quý công ty xí nghiệp, quý mạnh thường quân và quý vị đã phát tâm cúng dường cho quá trình xây dựng và buổi lễ. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức và quý vị thân tâm an lạc, kiết tường như ý, và năm mới những thành tựu mới. Kính chúc toàn thể được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như ý. Và trong khi tổ chức buổi lễ, có điều chi sơ thất, ngưỡng mong quý ngài và quý vị từ bi hỷ xả cho. Tiếp theo là nghi thức cắt băng khánh thành, lễ an vị Phật và lễ tưởng niệm tổ sư khai sơn chùa Quan Âm, đại lão sư Đạo Thiện. Nghi cắt băng khánh thành, ban tổ chức thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Huệ, hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Thiện, hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Ý, thượng tọa đạo hiệu Thích Minh Thọ sẽ tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành và cung thỉnh hiện tiền chư tôn đức và quý quan khách đồng chứng kiến, cũng như quý Phật tử đồng vui mừng đối với nghi thức cắt băng khánh thành. Giờ này buổi lễ được thành tựu viên mãn, một lần nữa xin dâng cao tràng pháo tay thật hoan hỷ để chúc mừng cho sự thành công của lễ khánh thành chùa Quan Âm trong buổi sáng tươi đẹp ngày hôm nay. Xin cung thỉnh quý tôn đức
và mời quý vị khởi thân nguyện hồi hướng. Xin cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự tỉnh khởi niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Chư Tôn Đức, thưa quý vị khách quý, thưa quý Phật tử hiện diện, hồi hướng công đức là chúng ta đã vui, đã mừng hết rồi. Nhưng mà thật là thiếu sót. Hôm nay ban đạo từ mà chúng tôi không có cái phát tâm này. Thưa quý vị, chúng ta lắng nghe công trình đến bây giờ á, chi phí khoảng 50 tỷ tính số tròn. Còn dư nợ là 5 tỷ tính số tròn. Do vậy á, rất mong là chúng ta sẽ tiếp tục chứng minh chú nguyện góp phần làm sao giúp cho ban xây dựng và ni sư trụ trì hoàn tất cái số dư nợ nữa, thì cái đó là niềm vui chúng ta mới trọn vẹn. Rồi ngay trong phiên họp này tôi cũng ít nhiều xin phát tâm 5 triệu để hỗ trợ tiếp cái phần 5 tỷ còn lại ở Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Đức mời quý vị đại biểu chính quyền, quý quan khách và quý Phật tử tiến lên nơi lầu 2, nơi chánh điện thờ Phật để tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Trỗi chuông trống bát nhã cũng như là đội lân để chào mừng. Xin điểm số như sau, từ 1 tới 3. 1, 2, 3, bắt đầu. Tràng vỗ tay thật là hoan hỷ, thật là nồng nhiệt. Trỗi chuông trống bát nhã và nhạc lân để cung thỉnh quý tôn đức và chào mừng tất cả quý vị vào phía bên trong chánh điện để quý ngài sẽ xô cửa vào. Truyền thông lấy bức ảnh quý hòa thượng xô cửa. Ngày 19
tháng giêng năm Giáp Thìn 2024, nơi thế giới Nam Diêm Phù Đề, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Long An, thành phố Tân An, phường 2, đạo tràng Quan Âm. Chư Tôn Hòa Thượng Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An, Hiệp chư Tăng Ni Phật tử một dạ tí thành trân trọng Tổ quốc Việt Nam, những người lãnh đạo quốc gia dân tộc, chính quyền tỉnh Long An, thành phố Tân An, phường 2, sở tại, và Tăng Ni Phật tử xa gần đồng phát tâm tùy hỷ, nhất giả trí thành kỳ nguyện trợ duyên ni sư thích nữ diệu hiền hiệp tăng ni Phật tử, rộng phát bồ đề tâm tái thiết ngôi Quan Âm tự, duyên đã thành tụ tam bảo đã trang nghiêm, chư tăng phật tử mười phương cùng chính quyền đem công đức này kinh dâng ngôi nhà Phật pháp vào tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúc mừng chính quyền địa phương, nhân dân địa phương thêm một công trình văn hóa tâm linh trang nghiêm tu lệ, góp phần xây dựng cuộc sống phồn vinh cho tình nhà. Bao nhiêu công đức xin hồi hướng kỳ nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni, phước tri trang nghiêm thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Chúc quý vị lãnh đạo đầy đủ thắng duyên thành tụ trách nhiệm, gia đình an vui hạnh phúc, chúc những nhà thí chủ, những người tùy hỷ góp phần công đức, xin về vui vẻ hạ đến bình an, thu khỏi tam tai đông tròn trăm phước, quyền nhà nhà sanh con thảo cháu hiền, nơi nơi chốn chốn đồng hướng đạo từ bi giải thoát. Lại nguyện hồi hướng công đức trợ tiếng kỳ siêu chư chân linh quá vàng, trong cửu quyền thư tố nội ngoại những nhà thí chủ chư oan hùng bình tử chiến sĩ trận vong, đồng bào tư nan thập loại hàm linh xứ sở này đều sanh tâm tùy hỷ, quy kinh ngôi tam bảo chánh niệm Di Đà vạn sanh an dưỡng quốc, hướng giới hướng định hướng huệ hướng giải thoát, hướng giải thoát tri kiến đệ tử hiến dân ngôi tam bảo. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ta. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thân, tương ảo quang minh di tự chúng đẳng chi tâm quy hệ, nhất tâm đảnh lệ thập phương tam thể như thiết chư Phật đã giơ tôn. Nhân tâm phùng thịnh thập phương tam thế như thiết chư Đạt Ma Gia Tạng.
phương thịnh tâm thể như thiết chư tăng già gia chốn. Quan hỷ tụng một biến chú đại để sai tình đạo tràng. Thứ hai là tụng chú hộ pháp và tiêu tai kiến tường và hồi hướng. MC quý vị Duy Na dẫn chúng giúp giùm. Chế tình thủy biên sái tam thiên tánh không ban đức lời những thiên pháp giới hoàng tăng giang diệt tội tiêu kiến hòa diệt Hồng Liên ai Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ai Nam Mô Địa Bồ Tát ai Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Bồ Tát liêu đầu cam lộ thủy năng linh nhân đinh biến thập phương tinh chuyên cầu quế tận nguyên trừ linh thứ đàn tràng tất thanh tình nam mô đại bi hồi thượng phật bồ tát ơi nam mô đại bi hồi thượng phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Án Ra Na Ra Dạ Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiến Đế Thường Bản Ra Gia Bà Tạng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rị Đà Dân Câu Lô Câu Lô Yến Mông Độ Lô Độ Lô Vạn Xà Vạn Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rê Ni Thức Phật Ta Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Đế Lệ Di Hệ Di Hệ Thức Na Thức Na Ra Sâm Phần Ra Xá Lại Vạn Xa Phật Xa dâu rô rô hê rị ta ra ta ra tất rị tăng rị tô rô bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế rị gia na ra cẩn trị địa rị sắc ni na bà gia Dạ ta bà tất đà vũ nghệ tất đàn đa dạ ta bà Ma ra na ra ta bà tất ra tăng a bồ khê gia ta bà ma tất đàn ra tất đà dạ ta bà đà ma yên tất đà dạ ta bà
ra ra dạ ta bà ma bà lại thân yến ra dạ ta bà nam mô hán ra đáng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô ni đế thích bàn ra dạ ta bà hán tất điện đô mạng đa ra bạn đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạn đà ta bạn an tất điện đô mạng đa ra bạn đà dạ ta bà thiên thiên nữ nam mô phật đà nam mô đàng ma nam mô tăng già nam mô thượng trị ma đế tệ gia đắng nề giả tha ba nề phú lộ na giả đi tam an đà đa sa ni ma đi ha ra ya đề tam an đà ti ni ya đề ma ca ri ya ba nề ba ra ba nề tư ri ya lê tha tam an đà tu bắc lê lê phú lệ na ri na rằng ma đề ma thì cổ tân đề ma di lặc đề lo pha tăng kỳ đề đề tế tăng kỳ đề ta màng đà ta nậu đà la ni nam mô phật đà nam mô đàng ma nam mô tăng già nam mô thân đề ma đế tế gia đắng nề già tha ba đề phu lô na già đề tam đàng ma đạt xá ni ma mạng đà thì ni già để ma ca rì già ba nệ ba ra ba nệ tấn rì phần lượng tha tam mạng đà tu bác lệ đề phú lệ ha rì na đà ma đề ma thì cô ta đề ma di là lệ lô ba tăng kỳ đề đề thì tăng kỳ đề tam mạng đà ta nô đà ra ni Ô cảm ơn hộ pháp Di Đà Tôn Thiên Phạm Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát ngày đêm sau thầy điều an lành nào nguyện tỏ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm ngày sau thời điều an lành an lành thiên chúa bảo hưởng gia hộ nguyện ngày lành đêm an lành ngày đêm ngày sau thời điều an lành tân khả các thời điều thường ủng hộ nam mô tiêu tại giảng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tại giảng kiết tường hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh thành Phật đạo ai được nguyện chúng sinh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm từ ai được nguyện chúng sanh thông
nhắm. Từ quý tăng được nguyện chúng sanh nghi thức an vị được thành tựu viên mãn. Giờ này cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư tôn đức tiến về tổ đường để thắp hương tưởng niệm tổ sư khai sơn chùa Quan Âm, đại lão sư Đạo Thiện nhân ngài viên tịch. Phật ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn đức chứng minh. Hôm nay lễ khánh thành và quý kỵ tổ sư khai sơn nơi chùa Quan Âm lần thứ 38. Giờ này tại nơi trai đường, với sự chứng minh của chư tôn hòa thượng và hiện tiền chư tôn đức tăng ni, hàng môn nhân đệ tử tại nơi chùa Quan Âm thọ hưởng ân đức của đại lão sư khai sơn Đạo Thiện và đại lão sư Đạo Ngưỡng kế thế, để ngày hôm nay chùa Quan Âm công trình xây dựng các hạng mục đã hoàn thành viên mãn để tiếp tục sứ mạng của ngôi chùa trong lòng của dân tộc. Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, hướng về công đức khai sơn tạo tự đặt nơi viên gạch đầu tiên ở mảnh đất này thở xa xưa hơn 70 năm, để rồi ngày hôm nay đó hoa sen nở rộ, đạo tràng chùa Quan Âm được tươi nhuận trong ánh đạo, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Công đức khai sơn tạo tự để cho muôn đời đạo tràng được hưng thịnh, tu học hành đạo từ bi. Cuộc đời của đại lão sư khai sơn Đạo Thiện tại nơi chùa Quan Âm là vô cùng cao dày, và sự tu hành có chứng đắc, có dự chi thời chí, biết được ngày giờ viên tịch, đó là một ân đức lớn của người xưa khai sáng. Giờ này trong lễ khánh thành, hướng về tri ân công đức của người tiền bối, sư cô Tích Nữ Diệu Hiền cùng với chư tăng và Phật tử chùa Quan Âm
thiết lễ trai nghi, cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư tôn đức chứng minh. Trong giờ phút này xin quý ngài cho phép được dâng lời tác bạch cúng dường đại diện cho môn đồ pháp quyến và đạo tràng chùa Quan Âm, giới thiệu đại đức Thích Thiện Trí sẽ dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính lạy giác linh có đại lão sư thì từ chứng giám. Hôm nay trong không cảnh đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con được đầy đủ duyên lành quỳ trước chân dung khả kính của quý ngài, trước khói hương nghi ngút mùi trầm tỏa ngát, trong ánh từ quang của chư Phật, dưới màu quỳnh y rực rỡ của chư tôn thiền đức tăng ni. Toàn thể tăng ni Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ cúi sinh tác bạch. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng con được nghe tổ đức có dạy: sanh ra ta là do cha mẹ, tạo cho ta giới thân huệ mạng là do công ơn tổ thầy. Công đức ấy sánh bằng non thái, mãi nghìn sau muôn kiếp có đáp đền. Hôm nay nhân ngày quý kỵ lần thứ 38 của ân sư, chúng con xin phép quý ngài cho chúng con có đôi dòng tưởng niệm về người thầy khả kính. Ân sư chúng con thế danh là Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1900, pháp hiệu là Thanh Tòng, pháp danh là Đạo Thiện. Ngài xuất thân trong gia đình trung nông, có truyền thống đạo đức nho giáo, nhiều đời kính tin Tam Bảo. Lúc ngài lên 1 tuổi, chẳng may mồ côi mẹ, được 2 chị bảo bọc nuôi dưỡng cho đến 5 tuổi. Ông có 1 cô ruột vào đạo Minh Sư tu hành, bà không con đem ngài về nuôi dưỡng. Ngài ăn chay từ đó và học chữ nho. Ngài có nhân duyên với Phật pháp từ nhỏ. Đến năm 18 tuổi ngài xuất gia theo thầy lìa quê hương học đạo. Thầy của ngài là đại lão sư Đạo Nguyên, khai sơn chùa Quan Âm Phật Đường, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Lúc ấy do chiến tranh loạn lạc, trần gian đã bao phen chìm nổi chìm, khổ vui dinh nhục, ngài đã khắp nơi hành đạo. Cho đến năm 1945 ngài dừng chân trú tại đất Long An, lập nên cảnh chùa Quan Âm Phật Đường này. Sau đó ngài đến Tây Ninh thành lập ngôi chùa Phổ Ninh Đường. Đệ tử của ngài rất đông, tiêu biểu là đại lão sư Đạo Ngưỡng, sư cô Diệu Hiền, sư cô Diệu Thanh. Sau một vài hôm long trọng bệnh, duyên trần đã mãn, ngài đã thâu tầng thị tịch vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Tý 1984, trụ thế 85 năm, 70 năm hành đạo. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, hôm nay nhân ngày lễ quý kỵ lần thứ 38 của ân sư chúng con, đại lão sư Đạo Thiện khai sơn chùa Quan Âm, chúng con xin được dâng cái công đức và phát nguyện của sư cô trụ trì đã phát đại tâm trùng tu chùa Quan Âm, và hôm nay là đại lễ khánh thành. Chúng con ý thức được rằng cây có cội, nước có nguồn, là một thế hệ kế thừa sự nghiệp giáo pháp của tổ thầy. Lúc nào chúng con cũng tâm tâm niệm niệm, dù hoàn cảnh nào chúng con cũng sống với lý tưởng của người, của mình, đem chánh pháp hoàn truyền trong nhân loại, trở thành người kế vãng khai lai, thừa hành Phật sự để khỏi phụ lòng thầy tổ,
vì công gây dựng nơi chốn già lam này. Nhân dịp này, tăng ni Phật tử chúng con đồng thành tâm cung thỉnh chư tôn đường đức tăng ni quang lâm bổn tự bằng công đức tu hành thanh tịnh, sức chú nguyện nhiệm màu, kỳ nguyện giác linh đại lão sư khai sơn chùa Quan Âm của chúng con được bỏ phàm thân, nguyện chứng pháp thân liều quế độ rắc sanh nơi tịnh độ. Và hôm nay với sự chú nguyện của chư tôn thiền đức vì lòng từ bi sẵn có, cho nên buổi lễ khánh thành và quý kỵ lão sư khai sơn chùa Quan Âm được thành tựu tốt đẹp như viên mãn. Hôm nay chúng con có sắm sanh chút ít trai nghi trước cúng dường mười phương chư Phật hiện tiền chư tôn đức, ngưỡng mong trên quý ngài từ bi chứng minh nạp thọ để môn đồ pháp quyến chúng con được ân triêm khước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp thâm ân trong muôn một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng minh cho lời tác bạch của môn đồ pháp quyến và đạo tràng chùa Quan Âm, giờ này chúng con xin cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Tích Minh Thiện, ủy viên hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An ban lời đạo từ chứng minh thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô thập phương thường trú tam bảo tác đại chứng minh. Ngưỡng nguyện Đức Tổ sư khai sơn Quan Âm Phật đường, thượng đạo hạ thiện giác linh Tổ sư chứng minh. Kính bạch hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni hiện tiền, thưa toàn thể chư tăng ni Phật tử chùa Quan Âm, đại lao hòa thượng chứng minh cũng là thầy y chỉ của tăng ni Phật tử chùa Quan Âm đạo hiệu Thường Thiện Hà Huệ, hứa khả và ban đạo từ ngày hôm nay. Trước hết, quý chư tôn hòa thượng thường tọa đại đức tăng ni tán thán đạo tâm đạo hạnh và công đức tri ân báo ân của quý vị đã cùng nhau tu tập và phát nguyện trùng tu cơ sở tự viện chùa Quan Âm, tiếp nối hạnh nguyện của tổ thầy của mình. Nhớ lại khi xưa, buổi sơ cơ học đạo được hầu cố trưởng lão hòa thượng Thượng Hoàng Hạ Đức, sư ông Tổ Đình Hội Long. Sư ông có dạy lời bá hiếu bất như nhất thuận, phàm là người đệ tử muốn báo hiếu thâm ân của thầy tổ của mình không gì bằng kính thuận tu tập nối tiếp hạnh nguyện của thầy tổ để phát triển đạo nghiệp và đem công đức hoằng pháp lợi sinh. Đó là điều cao đẹp, chúng ta hết trân quý giữ gìn. Nghe sứ ngôn viên có giới thiệu, Đức Tổ Đạo Thiện là người giữ tri thời trí, biết được giờ khắc mình ra đi về với chư Phật Bồ Tát. Suốt cuộc đời tổ lấy đức khiêm cung tu tập theo hành thanh bần lạc đạo, như chúng đệ tử cũng thường tâm sự, mỗi năm ngày về trên núi Bà Đen, 3 tháng kết thất ở trên chốn núi rừng, tịnh tu, tịnh khẩu, và rồi
độ chúng mười phương quy hướng Ngài rất nhiều để Ngài xây dựng ngôi chùa Quan Âm Phật Đường tại Tây Ninh. Và Ngài trở về nơi mảnh đất này, mua đất cất nơi Quan Âm Phật Đường năm 1945, như quý vị cũng vừa tác bạch. Như vậy ta thấy rằng Đức Tổ nhờ sự tu tập của mình, kiệm đức, thanh bần lạc đạo, tiến tu theo pháp môn để chứng đắc, để có được cái âm đức cho người sau nối tiếp. Và có thể nói thập kỷ 1980-1990 của thế kỷ trước, khi chúng tôi ở nơi tổ đình Hội Long, mỗi lần rằm vía lớn, đi chợ cúng rằm, thường gửi ghe thuyền ở bên nhà của cô Tư, chú Bảy Biến, nhìn qua nơi Quan Âm Phật Đường, thấy chư vị ni sinh hoạt rất là thanh bần lạc đạo, hòa vui với nhau. Và ở đây đặc biệt là làm những cái kinh tế tự túc bằng cách là làm củ cải muối đem ra ngoài chợ bán và lấy đó để nuôi chúng, để giữ gìn và phát triển Phật sự nơi Quan Âm Phật Đường. Và thật là đẹp hình ảnh những chư ni rất là hòa hợp, tương kính với nhau, thân tình như chị em ruột rà. Và nhất là chúng tôi biết là các vị cũng rất là hài hòa tôn kính với ni trưởng Minh Liên, Tịnh Xá Ngọc Tâm và các tịnh xá, các ngôi chùa cũng rất là thân thiện. Chùa Bồ Đề, ni sư Như Thanh, các vị cũng cung kính. Chúng tôi hiểu và thấy những hình ảnh rất như thế rất là đẹp. Và sau đó thì Đại Đức Thiện Trí cũng được ông lão tiếp độ và chính ni sư Diệu Hiền nuôi dưỡng dạy dỗ, rồi có cô Hòa Liên, là những người lúc đó còn rất nhỏ bé. Đúng, chúng tôi chỉ biết được sư Hiền, sư Thanh là chính. Rồi cũng theo năm tháng các vị lớn lên, và quý vị lại được cơ duyên để về y chỉ bên Tăng và bên Ni là nơi chùa Thiên Khánh và chùa Thiên Phước. Như vậy từng bước đã trưởng thành. Và ngày hôm nay tiếp tục có những cô ni trẻ nữa là đệ tử của sư Hiền, rồi có cô là đệ tử của sư Hòa, rồi có chú Tăng là bây giờ cũng là đệ tử nơi Đại Đức Thiện Trí. Chúng ta đã cất được chùa to Phật lớn đã trang nghiêm, chúng ta đã có đông huynh đệ đồ chúng tu tập. Đây là cái phước chúng ta đã có được từ âm đức Tổ Thầy để lại cho mình. Nhưng chắc chắn sẽ đẹp hơn, sẽ thiêng liêng hơn nữa, ý nghĩa trọn vẹn nhất là các huynh đệ tiếp tục hòa hợp tương kính, sống thanh bần lạc đạo. Như sư Hiền tâm sự, cố gắng cất chùa cho xong để an yên tu tập, để cho người sau nối tiếp giữ gìn và phát triển. Do đó rất mong các huynh đệ, chùa ngoài đã đẹp thì ngôi chùa tâm linh của mình phải đẹp hơn, phải tốt hơn. Có như vậy chúng ta xứng đáng để dâng lên báo ơn Đức Tổ Sư Khai Sơn và Đức Tổ nối tiếp đã giảng dạy, dẫn dắt cho mình. Và nhất là hiện tiền chúng ta còn có Hòa Thượng thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An trụ trì Tổ đình Thiên Khánh. Chư ni còn có ni trưởng Tuệ Đăng, trưởng phân ban ni giới của Phật giáo tỉnh nhà, cũng là một vị ni trưởng đàn trị của Ni viện Thiên Phước trụ trì Vĩnh Phong. Hãy nương nơi quý Ngài để thưa bạch học hỏi, hãy nương nơi quý Ngài để tiếp tục hòa hợp tương kính. Được như vậy thì buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn và thiêng liêng nhất trong cái nghĩa báo ân Tổ Thầy.
Kính nguyện lịch đại tổ sư chứng minh, tất cả chúng con mong sao tông phong vĩnh chấn tổ ấn trùng quang. Giờ phút này, chư tăng ni Phật tử chùa Quan Âm, tất cả chí thành, dân cúng ngôi Tam Bảo, vừa trùng tu tái thiết, để đền ơn tổ sư trong muôn một. Tất cả chúng con sẽ nguyện tinh tấn tu tập, xin tổ sư chứng minh. Giờ đây quý chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni sẽ niệm danh hiệu bổn sư ba lần chứng minh và tùy hỷ công đức của quý vị. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni đã chứng minh hứa khả cho rồi, còn ban bố cho chúng con những lời xích tấn quý báu. Chúng con xin được thay lời tăng ni Phật tử chùa Quan Âm thành kính tri ân y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhược tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng chư tôn tịnh đức tăng và tam bái. Nghi thức trai đường xin cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Tích Quảng Nghi chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Quan Hỷ dẫn lễ. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Xin chư tôn đức tăng ni cử bát. Cung dường tam tịnh bát thân Tỳ Lô Giá Na Phật A Viên Mạng Bảo Thân Lô Giá Na Phật Thiên Ba Ức Ca Mâu Ni Phật Ca Đường Lai A Thanh Di Đoạn Tôn Phật Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật Thập Phương Tam Thế A Đại Trí Văn Thù Sư Đời Bồ Tát Đại Hạnh Bồ Hiền Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chư Tôn Bồ Tát Đa La Ma Bát Nhã Ba La Mật Tam Đức Lục Vị Cung Phật Cập Tăng Giới Hộ Tịnh Bồ Đồng Cúng Dường Nhược Phản Thực Thời Đương Nguyện Chúng Sanh Di Thự Ba Số Hùng Mạng Nam Mô Tát Bà Đát Tăng A Đa Bà Đồ Chỉ Đế An Tâm Bạc Ram Mô Tá Pha Đa Tha Nga Đa Bà Lô Chị Đê Án Tha Bạc Đa Tham Bạc Đa Hồng Nam Mô Tá Pha Đa Tha Nga Đa Bà Lô Chị Đê Hồng Nam Mô Tô Rô Bà Gia Tát Tha Nga Đa Gia Đa Địa Tha Án Tô Rô Bác Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô Tha Bà Nam Mô Tô Rô Bà Gia Địa tạng tô rô bát ra tô rô bát ra tô rô tha bà nam mô tô rô bà gia tát tháng a đà gia đát địa tạng tô rô
ra tô rô ta bà an e nắng tâm bà và biệt nhật ra hồng an e nắng tâm bà và biệt nhật ra hồng an em ra hồng Phật chế tăng ni xương gia thực tồn ngũ quan tan tâm tạp hội tinh thí nàng thiêu đại chúng văn canh thành các chánh niệm nam mô a di đà phật tam bạc ra già già an tam bạc ra già già a bạc ra già già tam bạc ra già già tam bạc ra già già tam a da da bạch chư tôn đức sau khi để tam đề ngũ quán xong sám mà sám vu lan để đã kiết trai dùng cơm sao a đà phật a mô đại yếu một kiền liên bồ tát nam mô đại yếu một kiền liên A mô đại yêu một kiền liên bồ tát nói gương đức một kiền liên nguyện làm con thảo lòng cạn áo não cha con đến trường thành mẹ về gian khổ ba năm nhủ bồ chín tháng cu mang không ước lo toan quên ăn bỏ ngủ ăn no đầy đủ cây có công cha chẳng hoàng yếu già lô quyết cùng hoàng vũ phân đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đạo đệ tử ơn sâu chưa báo hộ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen chi thành cung kính đạo tràng thâm tình tăng bảo trang nghiêm tự qua hiện tâm thiền đầy đủ thiện duyên vô lòng lân mẫn hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuận mưa và còn tại thế thân tâm yên ổn mà phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa trong thành Phật quả ngưỡng trong đức như lai pháp cõi hư không từ bi gia hộ nam mô tát đa nam tam hiệu tam bồ đề cô trên nam đa điện thọ chiến lệ vô lệ chư đề ta bà nam mô tát đa nam tam hiệu tam bồ đề cô trì nam đa địa ta an kiết lệ chủ lệ chư đề ta bà nam mô tát đa nam tam hiệu tam bồ đề cô trì nam đa địa ta an kiết lệ chủ lệ chư đề ta bà sở dị bồ thi giả ta hoạt kỳ lợi ích nê nhược quỳ nhau hậu tân đang an lạc phạn thực di hợp đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện cụ chư Phật pháp nam mô a di đà Phật phục nguyện yếu đăng giác ngạn di tu đàn độ di tiên dục trưởng quốc điện mạc diệt trai tăng đệ nhất hẹn thề sư cô cùng chư tôn đức tăng cùng chư Phật tử
Hôm nay là tổ chức lễ quy kỳ tổ sư đồng thời cắt băng khánh thành chùa Quan Âm, đồng cúng dường trai tăng nhị bộ, hướng nguyện chư Phật đại Bồ Tát giáng lâm đạo tràng chứng minh công đức, tiếp nguyện hương linh đạo thiện tạo đăng Phật quốc, chứng thượng phẩm thượng sanh hội nhập ta và tùy viên hóa độ chúng sanh. Hồi hướng kỳ nguyện thiện môn Quan Âm luôn vĩnh thạnh luôn phát triển, chư tôn đức tăng ni cùng chư Phật tử Bồ Đề đạo cổ Bảo Đề Bồ Đề đạo cố phiền não đoạn diệt Phật sự viên thành, cặp hồi hướng kỳ siêu chương linh quá cố như cụ huyền thất to lịch đại tôn thân, tùng tư nhập thánh siêu phàm lệ thế quan thân từ từ thừa ân cu mong giải thoát, chiến sĩ trận vong đồng bào hộ nạn đăng đáng hương linh hồn đồng lai đáo đạo tràng thính phá hiểu kinh chánh niệm Di Đà siêu sinh Phật quốc, hiện tiền đàn na tinh thí công quả công phu vận thủy ban xài thiện tinh vãng lai tâm trượng quốc điện pháp giới nhân thiên đồng thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni thọ trai. A Di Đà Phật. Thành kính tri ân hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức tăng ni đã chứng minh cho pháp sự được thành tựu viên mãn. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể khương an, chúng sinh dị độ Phật đạo viên thành. Trong khi buổi lễ có điều chi sơ thất, ngưỡng mong quý ngài từ bi lượng thứ cho. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư tôn thiền đức họ trai, xin quý vị trong ban hành đường tiếp tục làm thị giả cho quý ngài, và chúng tôi xin mời quý đại biểu chính quyền, quý quan khách và đạo tràng Phật tử cùng thọ trai bữa cơm thân tình đạo vị trong ngày lễ khánh thành của chùa Quan Âm, đồng thời là lễ dỗ tổ khai sơn nơi bổn tự. Xin quý vị từng tự và lần lượt để ngồi vào các giái bàn, bởi vì số lượng bàn ghế có hạn, khuôn viên chùa phố nên là có giới hạn. Như nắng ban mai cho con thức giấc mộng dài trần gian, lời thầy như gió trên ngàn cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Đi trước con bước sau, phàng thiên chánh pháp nguyện màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, phàng thiên chánh pháp sắc son màu.